Zora Vom Kumasi. Body của Vin gọi là siêu lực sĩ, lực sĩ Marvin này lấy giống cho Zora Vom Kumasi. Con cái nhập cho mọi người ngắm con cái tí. Con này thì nó tương đối là cao dài. Đó. Khá là cao dài. Rồi, rất xinh. Ok. Đó, cho mọi người ngắm cái khung gọng của con cái. Ok. Cái nhập đấy, nhập Đức. Zora Vom Kumasi. Vẫy đuôi vào cái cửa chuồng mà không đau à? Ai mà thích cái con cái này dòng máu mới này thì có thể chờ cái đàn này. Và Marvin Kirby. Marvin thì người nó tròn như một cái lu luôn. Lực sĩ Marvin. Bình thường mà Marvin phối là Marvin hơi khó phối, hơi khó hỗ trợ. Vì Marvin là thuộc vào diện gọi là quá sung mãn. Cho nên là thường là hay bị vội. Hôm nay làm sao mà nó lại một phát này ăn luôn. Giống Marvin với lại con cái, cho con cái nhập Như vậy là đây sẽ là một cái đàn chó con mà nếu mà mọi thứ nó thuận lợi. Nếu mọi thứ nó thuận lợi thì bây giờ là đầu tháng 1 đến đầu tháng 3 sẽ sinh. Hy vọng là lần này chó con của Marvin sẽ có hậu duệ xuất sắc nha. Ok. Quá là đẹp dài luôn. Người lực sĩ. Quá lực sĩ luôn. Cực kỳ thuần người, thông minh à, bộ chân này sợ à, người đấy, úi sợ người đấy, như một cái lu luôn. Vin không, ý anh là Vin ngồi yên ở đấy để nhìn thôi. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Ai thích chó con của Marvin thì chờ đàn này nhá.